Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của mình. Ngày mới chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe, luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của nó là Jack nha anh em. Đợt 2012, tải trọng 3 tấn đợt 2012, khối lượng toàn bộ là 6,8 tấn, khối lượng bánh thân là 3 tấn 6, thùng dài 5,3 m, chiều ngang là 2m050, chiều cao là 2m1 nha anh em. Đường kính mâm là 16 inch, gió 750. Gió 750, đường kính mâm là 16 inch. Phiên bản thùng mới bạc nha anh em. Nó thùng mới bạc vách liền không mở bửng nha. Đợt 2012, niên hạn sử dụng đến ngày 2037. Đó, nếu anh em cần những cái xe thùng mới bạc nhỏ gọn xinh xắn và tải chạy bằng V2 được, đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Phanh lốc kê, thắng hơi phanh lốc kê rất là an toàn, đẽo đồ đẽo dốc khá là ok luôn anh em. Anh em mua cái này chạy vùng núi thì khá là tuyệt vời luôn nha. Với mức giá cũng rất là hợp lý cho anh em, quý hàng ơi, suy nghĩ đầu tư 165 triệu bao lúc hồ sơ gốc cho anh em dòng những dòng xe tải Jack có phanh hơi xịn sò như này, máy lớn phanh hơi máy này tới 3.9 lít lận anh em. Đó, công suất đạt 88 kW tầm thu 2008 nha anh em, máy dầu nha, chạy rất sướng. Ghế bột da, kính quay tay, vô lăng trợ lực, 5 số tiến 1 số lùi, xe được 96.000 km không máy lạnh nha anh em. Tháp ly được cô cửa nhưng còn khá là sang trọng, nó sơn màu bạc rất là bắt mắt. Cabin rộng rãi thoải mái cho anh em với 3 người ngồi. Với mức giá ra đi cho em nó là 165 triệu bao rút xe gốc nha. Cho anh em trực tiếp đi xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đi xem xe trải nghiệm lái thử nha anh em. Đó, và đây là cái khối động cơ của nó nè, máy lớn nè. Cái này rất là tuyệt. Nếu mình thích cái mẫu xe này cứ liên hệ.